Tới liền, tới liền. Ai vậy? Kyo, sao anh lại tới đây? Tôi tới để hối lộ. Hả? Sao bừa bãi vậy? Thì em vừa mới dọn đến có vậy thôi mà, vẫn chưa kịp thu dọn thôi. À, nhưng sao anh biết em sống ở đây mà đến vậy? Sao trong nhà không có gì hết vậy? Anh đang làm gì đó? Mặc quần áo tử tế, đi siêu thị, mua đồ theo danh sách trên giấy. Chảo xào, chảo nấu nướng, nồi cơm điện, vá múc cơm, bếp điện tử, lò điện, xì dầu, dầu ăn và bột ngọt. Ê, đừng có nói là anh muốn nấu cơm ở đây luôn nha. Vậy lúc em đi siêu thị thì anh làm gì hả? Rửa đồ ăn. Lò điện rốt cuộc là cái gì vậy? Còn cái vá múc cơm thì mua loại gỗ, loại sắt hay là inox vậy hả? Để tôi đi cùng cậu. Mọi thứ mới mua cũng phải rửa lại, có thể sẽ hơi lâu đó. Cậu tự làm giết thời gian đi, 2 tiếng nữa ra ăn cơm. Điều này thiệt là kỳ lạ. Có phải mình ngủ dậy thì anh ấy sẽ biến mất không? Thơm quá đi. Cánh gà xào lòng đỏ trứng, cua rang muối, có cá hấp nữa nè, bánh mật nữa, cá xào cà tím, đều là các món em thích đó. Đi rửa tay. Có ngon không? Ngon bả cháy luôn. Nè Kyo à, anh đảm đang thiệt á, ai có thể ngờ được một hacker cực kỳ nổi tiếng như anh lại từng làm đầu bếp chứ hả? Nói ra chắc không ai tin đâu. Nếu đem ra so sánh, đột nhiên em cảm thấy bản thân của mình rất là kém cỏi. Nè Kyo, anh tốt nghiệp đại học nào vậy? Phổ cập giáo dục 9 năm. Hả? Bắt đầu từ năm 14 tuổi, trong nhà không có người, không có tiền, không học tiếp được. Chẳng phải là anh bây giờ rất ổn sao? Hay nói chính xác thì bây giờ anh còn giỏi hơn cả đám tốt nghiệp đại học như tụi em. Mặc dù trước đây anh từng thua lão Tam, nhưng tuyệt đối không phải là về thực lực, mà vì nhân phẩm anh cao thượng. Tôi biết rồi. Anh đừng có để tâm những lời em nói. Sảng khoái quá, hạnh phúc quá đi. Tôi định ở lại đây. Hả? Cơm tôi nấu, chén bát tôi rửa, nhà tôi dọn, quần áo tôi giặt, chuyện gì tôi cũng làm. Cậu có muốn tôi ở lại không? Muốn.
Lâu lắm rồi mới được đi chơi đó. Trời ơi Mika, lúc trước đã nói là cạnh tranh công bằng với mình mà. Hả? Cậu thì hay rồi, chưa gì đã nhận hối lộ của KO. Người ta có thể giặt đồ, nấu cơm, rửa chén, quét nhà, cậu làm được cái gì không hả? Một đôi bàn tay nhỏ bé quý báu như vậy đương nhiên là không thể làm những việc nặng nhọc rồi. Ê, không có làm được thì đừng nói nữa, mau lên xe đi. Đi đi đi, xuất phát rồi, mau lên xe đi. Nhanh lên. Các cậu đi trước đi, tôi đi đón Vivi. Cùng đi chung đi. Đi nữa. Vivi sư muội, mau lên xe đi. Nè, các anh dàn trận hơi bị khoa trương rồi đó. Họ một mực đòi theo. Biết sớm em đã đến tập trung ở công ty rồi, như vậy gây chú ý quá đi. Yên tâm, không gây chú ý bằng việc ba mẹ chồng dẫn em đến trường đâu. Anh nói cũng có lý lắm, nhưng mấy chuyện đó là do ai làm vậy? Thắt dây an toàn đi. Chậm thôi anh. Qua mặt nha, vô đi. Sao vậy anh, xe hết xăng hả? Đột nhiên anh nghĩ ra, họ chỉ biết ngọn núi nào thôi, nhưng không biết núi đó cụ thể ở đâu. Cứ để cho họ đợi đi. Mấy hôm nay thời gian chúng ta ở riêng với nhau không nhiều. Em thì không sao hết, mọi người chơi chung với nhau rất vui mà. Ý của anh là... Ủa, Tiêu Nại đâu rồi? Chuyện gì vậy? Điện thoại không gọi được nè. Bấm được chưa? Gọi lại lần nữa. Cậu gọi được chưa? À, kia kìa. Trời ơi đại ca, cuối cùng cũng đến rồi. Cậu bị làm sao vậy? Cậu điện thoại cũng không bắt, lái xe cũng chậm nữa.
Vivi sư muội, em làm sao vậy? Mặt em đỏ chót kìa. Lúc nãy điện thoại bị mất sóng. Đi thôi. Đi. Đi thôi. Đi đi đi. Đi, lên, đi. Đi, đi nè. Wow, tuyệt tuyệt tuyệt. Tất cả mọi người có công nhận với tôi là không khí ở đây thật là trong lành, đúng không nè? Rồi. Ê, hồ bơi đây to thiệt nha. Lão Tam, từ khi nào mà cậu phát hiện được nơi tuyệt vời như vậy? Chỉ là vô tình phát hiện được thôi. Vivi sẽ chọn phòng trước, những phòng khác các cậu tự chọn được, nha. Được, được. Được rồi. Ê, không được, không được. Tôi nói trước nha, tôi phải ở phòng đối diện với hồ bơi đó. Các cậu không ai được dành với tôi đâu đó. Hội cây ô sư Quỳnh đang bơi đó. Anh không đi bơi sao? Ai nói với em lớn lên ở biển thì nhất định phải biết bơi chứ. Anh thật ra chỉ biết ăn cá thôi à. Em hiểu rồi. Được rồi, cứ vậy đi. Chúng ta đi xem họ bơi nha. Cái này là anh bắt em đi đó nha. Được rồi, được rồi. Đi thôi, đi thôi. Anh bắt em đi đó. Đi, đi xem họ bơi. Nè, sao các cậu cứ bơi qua bơi lại như vậy? Bơi qua bơi lại như vậy có gì hay ho đâu chứ. Thi đấu một trận đi. Hey, hay là để hai người họ đấu một trận được không? Hay đó, được đó. Đừng có trách là tôi không nhắc các cậu trước nha. Lão Tam đây là quán quân chung kết bơi lội toàn trường đó. Chưa. Có nghe câu núi này cao có núi khác cao hơn chưa vậy hả? Nhìn hình thể này đi, vừa nhìn thì đã biết sinh ra là để làm quán quân môn bơi lội rồi đó. Hình thể hả? À, Mika, quả nhiên là cậu có tuệ nhãn cao siêu đó. Còn phải nói nữa, mỹ nhân sư huynh, có người khen KO sao anh lại đắc ý như vậy chứ? Liên quan gì tới em hả? Đấu một trận đi. Được. Mày vô, mày vô, mày vô. Đặt cửa, đặt cửa. Em đặt cửa cho đại thân. Anh đặt cho cây ô. Tôi là trọng tài. Được, đặt cược thôi. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị. Bắt đầu. Tôi tuyên bố hiệp đầu Lão Tam giành phần thắng. Nè mỹ nhân sư huynh à, em thắng rồi nha. Không tính, không tính. Thêm một hiệp nữa đi. Thi lại hiệp nữa đi, nhất định sẽ thắng. Nữa sao? Lại một hiệp nữa đi. Nếu như không thắng được, tôi sẽ không có tâm trạng nướng đồ ăn. Được. Chuẩn bị. Vivi sư muội, hiệp đầu là do em chọn trước, còn tới giờ anh sẽ chọn. Anh chọn Lão Tam thắng. Vậy thì em chọn KO thôi. Không tin được, ngạc nhiên chưa? Cố lên đi. Đi lại.
Tôi tuyên bố KO giành chiến thắng. Hiệp này em lại thắng nữa rồi. Em không đặt cược anh sao? Em vốn dĩ định đặt anh thắng, nhưng mỹ nhân sư huynh đặt anh trước rồi. Em chỉ có thể đặt KO thôi. Lão Tam, có phải cậu đã uống nước rồi không? KO nói anh ấy thắng mới có tâm trạng nướng đồ mà. Ê, hình như là anh ấy đang giận hả? Phải đó, anh không tin tưởng vào anh ấy. Anh mau đi khuyên anh ấy đi. Nếu anh ấy không nướng được cho chúng ta thì sao đây? Mau đi đi mà. Cứ để anh lo. Kayo. Nè, uống đi. Chưa chín đâu. Nè, vô phụ một tay đi. Cá xong rồi, cá xong rồi. Anh coi họ dành ăn thấy ghê chứ kìa. Lấy gì hết mà, cậu lấy đám nói nè. Nè, tôi thật sự thấy KO làm lập trình viên thì thật là uổng phí. Tốt nhất là anh ấy nên làm ông chủ quán thịt nướng. Chắc chắn là sẽ có tiền đồ hơn bây giờ ha. Không sao, không sao. KO sư huynh, anh trở về ngày cũ đi. Không được. Ê, nè lão Tam, cậu không chịu nhả người hả? Ăn ở ngoài phiền phức lắm. Có thể xây một nhà bếp trong công ty. Ý kiến hay. Tam à, cậu được lắm đó nha. Cái này gọi là nhất cử lưỡng tiện có đúng không? Mika, mình thấy mọi người ai cũng ăn, chỉ có mình cậu là không ăn. Đừng nói là cậu định ăn đầu bếp đó nha. Đùi gà, tôi đang canh đùi gà của tôi đó. Kayo, anh nướng món này lâu quá vậy. Đùi gà cuối cùng cũng xong rồi. Bảo vệ đùi gà. Giết đùi gà này đã mang họ Tiêu rồi. Tên là đùi gà Tiêu Bối. Thơm quá. Đùi gà của tôi là số 1 luôn. Thôi. Cái đám người xấu xa. Tôi dạm dở như vậy mà không giành được miếng đùi gà nào. Cả đám các cậu nhìn thấy thức ăn là máu vũ lực nổi lên liền à. Nhưng Kêu à, anh nướng lâu quá. Còn các cậu nữa, chẳng có trật tự gì hết. Tôi đề nghị, kể từ bây giờ chúng ta hãy ra quy định để chia thức ăn đi. Ê, hay là chúng ta dựa vào thực lực, chơi quảnh tù tì, ai thắng sẽ được ăn trước đi. Trò đó mà gọi là thực lực hả? Cái đó gọi là may mắn thôi. Hơn nữa là chơi quảnh tù tì nhanh lắm. Chơi 100 ván thì đùi gà vẫn chưa kịp chín đâu á. Đúng vậy đó. Nè, tôi có ý kiến này. Tôi thấy là chúng ta có thể BK trong thiện nữ. Mọi người đều có một tài khoản, đúng không? Ai thắng thì ăn trước. Cái này mới có thể coi là dựa vào thực lực hả? Cậu ấy thì nghiện game. Cậu quyết đấu với người thật là tôi đi. Quyết đấu với người thật như thế nào? Tam Tẩu còn đang ở đây nè. Nhìn em ấy tham ăn chưa kìa. Không cho em ấy chơi cùng em ấy có vui không? Em ủng hộ quyết đấu trên mạng. Em sẽ cùng đội với đại thần. Em nhắc lại anh mới nhớ. Chơi game không được kèm theo lão Tam. Nếu không đùi gà sẽ bị cậu ta ăn hết. Đúng rồi đó. Vậy còn tôi ăn gì đây? Cậu cứ ngồi đó xem và chờ Tam Tẩu thắng. Cứ quyết định gì đi. Đúng đó. Thì lấy máy tính nào. Ê, nhưng mà mọi người đều không chung máy chủ với nhau, đánh kiểu gì? Như vậy đi, vào máy chủ của bọn tôi, sau đó dùng tài khoản bọn tôi. Tôi sẽ thống kê chiến tích cho, rồi lần lượt BK. Em muốn dùng tài khoản của đại thần. Tất nhiên là được Tam Tẩu. Nói trước là tụi anh không nhường đâu nha. Giờ em suy nghĩ lại vẫn còn kịp đó. Có thua thì đừng hối hận ha. Vẫn chưa bắt đầu chơi mà. Sao các anh biết trước là em thua chứ? Làm một ván đi. Một miếng đùi gà. Thêm dán nữa đi. Để em chỉ đạo chiến thuật. Đâu. Cậu chỉ đạo chiến thuật sao? Vậy tôi không chơi nữa. Sư huynh à, chỉ cần đại thần mở lời là anh không dám đánh nữa sao? Nè Ngu Công, chưa gì đã bị đánh vào điểm yếu rồi hả? Xấu hổ quá đó nha Ngu Công. Cậu có phải đàn ông không? Cậu im miệng đi. Đấu thì đấu. Chơi. Định Phong 3, Hỗn La Y, Thủy Vận Du. Nhảy lên sàn thi đấu. Thanh Bình lạc thêm máu. Hồ Ly bước nhẹ. Cậu chịu nổi không đó? Cố lên nha.
Vi Vi vẫn theo kịp được tốc độ của đại thần kia. Kỳ này có người phải treo mái rồi, phải treo mái rồi. Thanh Thanh mạng, Hoàng Hạc vây quanh cây xanh. Buôn bán sang trừ một miếng đùi gà. Sao lại trừ đi một miếng đùi gà? Đương nhiên rồi, vì cậu đã thua hai người mà. Cái tên đáng ghét này, tôi sẽ cho cậu một trận thua. Nè, 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 làm gì vậy? Nè, Vi Vi xin bụi à, anh chơi thử tay nghề em bao giờ. Cho anh mượn tài khoản đánh một trận đi. Được thôi, vậy anh chờ chút, em đăng nhập tài khoản của em. Được. Đâu đâu, đó đó, đánh công đi. Chơi kỳ vậy. Được chưa vậy hả? À, anh chờ em một chút, em đọc tin nhắn nữa. Ồ. Lô Vĩ Vi Vi, khi nhận được bức thư này, chắc em thấy rất lạ phải không? Thật ra anh cũng không ngờ bức thư cuối cùng này anh sắp viết trước khi tạm biệt thiện nữ u hồn lại là gửi cho em. Em đừng nghĩ nó phiền phức, anh tới để tạm biệt không có ý gì khác. Có những chuyện cố nén trong lòng, không biết phải nói cùng ai. Em cứ coi như anh đang tìm một cái hốc cây. Trước giờ Trần Thiếu Tường luôn chơi bời lêu lỏng, không hề nghiêm túc làm bất cứ việc gì. Lần này cũng vì bị kích động nên mới quyết định phát triển game. Không ngờ lại thật sự cảm thấy hứng thú. Tuy anh thiếu sự từng trải, ít kinh nghiệm, nhưng anh đã cố gắng hết mình. Thật ra anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý nếu như mình bị thất bại. Chỉ là không ngờ rằng lại thất bại ê chề như vậy. Nếu như anh nói những thủ đoạn bỉ ổi kia anh không hề hay biết, thì không biết em có tin hay không. Dù biết là vậy, anh vẫn thấy rất xấu hổ. Bây giờ chắc chắn Tiêu Nại đang rất xem thường anh. Nói cho cùng, nếu anh thật sự có khả năng, thì ba anh cũng không cần phải dở những thủ đoạn ích kỷ kia. Anh đã chơi game này mấy năm, bây giờ lại cảm thấy không thể ở lại với game này được nữa. Mỗi lần đăng nhập vào game, dường như nó đang nhắc anh nhớ tới kinh nghiệm thất bại ê chề này. Vì vậy, anh quyết định sẽ nghiêm túc học một thứ gì đó. Có lẽ anh còn phải cảm ơn em và Tiêu Nại về chuyện này. Sau cùng nhờ em chuyển lời cho Tiêu Nại, sớm muộn sẽ có một ngày anh sẽ tạo ra một game còn hay hơn của cậu ta. Cố lên. Luôn chào đón Tiêu Nại. Trời ơi, xong chưa vậy Tam Tẩu? Chờ đến mức qua tàn luôn rồi nè. Được rồi, anh dùng đi. Được. Vì đùi gà của KO, ai muốn đấu với tôi nào? Đâu? Cậu phải không? Nè nè. Được. 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 Dạ luôn. Để coi, để coi. Chơi đi, chơi đi. Cậu, tôi biết chỗ các bạn. Thôi được rồi. Thắng nổi không đây. Xong rồi, bây giờ tôi Hầu Tử Tửu xin tuyên bố kết quả thi đấu. Vì Vi Sư Muội được 3 miếng đùi gà và 10 xiên thịt dê nướng. Vỗ tay. Đây đây, cùng ăn ha. Một cặp cánh gà. Vụ bán sang đến giờ vẫn không có miếng nào, mà còn đỡ lại một miếng đùi gà nữa. Tôi thấy không hề công bằng chút nào. Bây giờ tôi thì không có gì để ăn. Các cậu không biết chỉ cho tôi một miếng sao? Được, cho cậu nè. Cảm ơn. Chúng tôi ra ngoài đi dạo. Đại ca, em vẫn chưa được ăn tối, anh còn đi hẹn hò nữa sao? Nếu như còn đợi tiếp, cậu sẽ phải nhịn đói qua đêm đó. Nhìn họ nè. Tốt quá trời luôn. Cậu. Nơi này rất giống với đỉnh Lạc Hà ở trong game. Vì vậy anh mới đưa em tới đây ngắm cảnh. Đột nhiên em nghĩ tới một việc. Sau khi tân thiện nữ u hồn đến ngày ra mắt, liệu là những người trong thiện nữ có dần trở nên ít hơn hay không? Cuối cùng có ngừng hoạt động hay không?
Không đâu, chắc chắn sẽ tiếp tục đi vào hoạt động. Nhưng như vậy thì Tân Thiện Nữ sẽ lấy mất rất nhiều người chơi. Nếu lượng người chơi ngày càng ít, phong đàn sẽ đóng cửa mấy chủ đó. Game mới có hay đến mấy, cũng có những thứ không thay thế được game cũ. Sẽ không có chuyện mọi người đều bỏ. Hơn nữa anh nhớ, lúc đầu phong đàn có cam kết mãi mãi hoạt động. Trên căn bản thì nói vậy thôi. Em nhớ lúc trước cũng có game nói là sẽ hoạt động mãi mãi, cuối cùng cũng vẫn đóng cửa đó thôi. Lâu dài anh không dám đảm bảo, nhưng chờ tới khi con chúng ta biết chơi game chắc sẽ không có vấn đề gì. Con chúng ta sao? Đúng. Ít ra sẽ phải đưa nó tới chân cầu Chu Tước và nói với nó câu đầu tiên mà chúng ta đã từng nói với nhau ở đó. Nhất Tiếu Đại Hà huynh, huynh kêu ta sao? Hãy kết hiệp lữ với ta. Đi thôi, chúng ta cùng tới chỗ đá tâm sinh. Chuyện này vốn nên để Mùi xử lý, nhưng có quá nhiều người quan tâm trên thế giới, nên huynh nghĩ tốc chiến tốc thắng vẫn hơn. Vậy thì chúng ta cùng xông pha giang hồ, làm thành một đôi quy ngương quan giả. Quyên ương quan giả, huynh nhớ chúng ta đã bái đường đàng hoàng rồi mà. Tiêu sư huynh, trùng hợp thật. Không phải trùng hợp, là anh đang đợi em. Đột nhiên em cảm thấy vấn đề mà lúc nãy em vẫn còn vướng mắc bây giờ không còn quan trọng nữa rồi. Cho dù một ngày nào đó game này ngừng hoạt động, nhưng phong cảnh mà chúng ta cùng nhau ngắm nhìn, những chuyện mà chúng ta cùng làm, những ký ức đó sẽ không biến mất chỉ vì chuỗi dữ liệu kia biến mất. Em sẽ mãi mãi khắc ghi trong lòng. Còn anh thì sao? Anh nhất định sẽ nhớ kỹ hơn em. Bạn khán giả thân mến, vị khách mời mà chúng tôi mời đến ngày hôm nay khá là đặc biệt. Đối với các bạn khán giả truyền thống của chương trình, anh ấy còn khá là lạ mặt. Dạo gần đây, anh ấy đã nổi danh trong giới game như một hiện tượng. Xin mời giám đốc kế hoạch Tiêu Nại của game Tân Thiện Nữ U Hồn xin cho một tràng pháo tay. Xin chào mọi người. Trước hết xin chúc mừng anh vì game bản di động và máy tính đều giành được giải thưởng quốc tế. Cảm ơn cô. Hai mẫu game này ngoài việc giành thắng lợi về mặt danh tiếng thì còn gặt hái thành tựu trong mảng kinh doanh và cũng được nhiều người chú ý. Những số liệu mà chúng tôi xem qua cho thấy game online này của các anh mỗi tháng tiêu thụ được 200 triệu. Đối với game online như hiện nay thì đây là một thành tích rất hiếm có. Hơn nữa, lượng người online trong game cũng đã phá kỷ lục về mặt thành tích. Vậy khi làm ra hai mẫu game này, anh có nghĩ mình đạt được thành công lớn không? Trước khi lên kế hoạch để thực hiện làm hai game này, nhóm chúng tôi vẫn còn là sinh viên. Game trên máy tính và di động lúc đó vẫn chưa nhiều người quan tâm như bây giờ. Cho nên chúng tôi hoàn toàn không ngờ lại có thể thành công trên thương trường như vậy. Chúng tôi chỉ muốn thể hiện những suy nghĩ của mình với game mà thôi. Nghe qua đúng là rất tuyệt. Một game trên di động, một game trên máy tính đã khiến công ty các anh có thành công như vậy, trở thành công ty có giá trị đầu tư cao nhất. Tôi nghe nói Phong Đằng muốn mua lại Trí Nhất, có thật như vậy không? Chúng tôi và Phong Đằng đã từng hợp tác trong một số tác phẩm, nhưng về mặt vốn thì không liên quan tới nhau. Vậy chúng ta chuyển sang chuyện bên lề nha. Trong giới game vốn thường hay châm biếm người phụ trách, nhưng vì chỉ số nhan sắc của anh quá cao nên những game thủ chỉ khen chứ không hề trách móc anh. Tiêu Nại, không biết anh đã từng nghe đến việc này chưa? Tất nhiên là tôi cảm thấy game của chúng tôi rất thú vị nên mọi người mới nương nhẹ tay.
Tôi muốn nhắc nhở mọi người rằng Tân Thiện Nữ là sản phẩm hợp tác giữa chúng tôi và tập đoàn Phong Đằng. Giám đốc tập đoàn Phong Đằng tên là Phong Đằng, rất dễ nhớ. Đúng là một anh chàng biết ăn nói, nhưng phải công nhận là nhóm của anh quá giỏi. Hiện giờ thì ngoài Tân Thiện Nữ U Hồn ra, tiếp theo không biết công ty của anh có định ra mắt game nào không? Tạm thời chúng tôi vẫn chưa có kế hoạch phát triển những game khác. Hướng đi tiếp theo của Trí Nhất chính là an ninh mạng. Đại thần nhìn ngầu hết sảy luôn. Cảm giác nhìn một lần là muốn lấy làm chồng rồi. Đột nhiên mình lại không nỡ tốt nghiệp, làm sao đây? Vivi còn chưa tiếc, cậu tiếc chứ không nỡ cái quái gì. Ai nói là mình không tiếc chứ? Không được xem nữa. Trời ơi, cậu nhỏ bọn quá, tôi xem chút đi mà. Vivi à, có giỏi thì kêu đại thần nhà cậu, đừng có trả lời phỏng vấn nữa. Lúc trước, trong buổi họp báo ra mắt game, cũng đã bùng nổ như vậy rồi. Có muốn cản cũng vô ích thôi. Đừng nói là cậu thật sự nghĩ như vậy nha. Cậu đúng là nhỏ mọn quá đi. Tôi nghe nói mẫu game này của công ty các anh đang rất được phái nữ ưa thích. Theo chúng tôi được biết thì các thành viên trong công ty của anh đều là nam. Không biết bằng cách nào các anh tạo ra một game được phái nữ ưa thích. Chỉ là lời đồn thôi. Vợ chưa cưới của tôi cũng nằm trong nhóm này mà. Vợ chưa cưới hả? Mau nói đi, cậu đã giấu tụi mình làm những gì rồi? Sao đột nhiên trở thành vợ chưa cưới vậy hả? Mình cũng không biết mà. Đừng có gạt bọn mình nữa. Đại thần cầu hôn cậu rồi hả? Đâu có. Khoan đã, lẽ nào? Tốt nghiệp xong em tới công ty của anh làm luôn nha. Chưa được. Em thực tập ở công ty anh tính ra đã 2 mùa hè rồi, nhưng chưa bao giờ em được lấy một đồng lương nào hết. Là sao chứ? Ý anh là em sẽ không được trả lương. Trả bằng con người được không? Vậy mà cũng được nữa hả? Đại thần nhà cậu đúng là chưa gặp mặt đã là người yêu, chưa cầu hôn đã là vợ chưa cưới. Đúng là lòng người khó đoán mà. Thật là nham hiểm. Vivi à, không phải mình lo cho cậu đâu. Nhưng mà đấu trí thì chắc chắn cậu không đấu lại đại thần nhà cậu rồi. Nếu chọn cách đánh nhau thì càng không thể đánh lại đại thần. Nếu vậy thì sau này địa vị trong nhà của cậu sẽ ra sao? Đại thần nhà mình không đánh nhau đâu nha. Đồ ngốc. Ý của mình chưa đánh nhau là nghĩa khác à nha. Đánh nhau kiểu gì vậy? Cậu thấy trang phục tốt nghiệp xong chưa vậy? Mình không đợi cậu nữa đâu. Đợi chút đã. Mình dặm thêm chút phấn nữa là xong rồi. Cậu nhanh lên đi Nhị Hỷ. Mau lên đi mà. Ta-da! Sao hả? Nhìn mình có quyến rũ hay không? Vivi à, lát nữa mình không muốn chụp hình tốt nghiệp với cô bạn Ngọc Nhị Hỷ này đâu. Không sao không sao, chắc chắn là thợ chụp hình sẽ không bỏ qua cho cô ấy đâu. Không có ốc thẩm mỹ gì hết, tìm hết trường cũng không có ai đẹp như mình đâu. Rồi, mọi người tập trung lại đi. Nhớ là chừa chỗ cho các thầy cô ngồi đằng trước. Sao lại chỗ này nè? Đủ hết chưa? Nè, bạn nam ở giữa, cái bạn cao nhất kia kìa, đứng ở đó đó, đúng rồi, là em đó. Qua bên kia đi. Đúng rồi. Còn em gái mặc áo hoa kìa, lấy cái gì che áo lại bớt đi. Rồi. Cái áo của mình đẹp như vậy mà lại phải kêu che lại, đúng là không hiểu nổi. Rồi, chuẩn bị xong chưa? 3, 2, 1. Mấy em nhìn đi đâu vậy? Sao không nhìn vô ống kính? Ở ngoài đó có gì đâu mà nhìn. Nè, anh đẹp trai, anh trốn sau cái cây kia đi nha. Nè, nhìn vô đây. 3, 2, 1. Rồi, chụp thêm tấm nữa nha. Tấm này phải đặc biệt một chút. Sẵn sàng chưa? 3, 2, 1. Đẹp lắm. Bây giờ chụp tấm thứ 3. Tất cả các em tung hết nó lên trời cho anh nha. Chuẩn bị. 3, 2, 1. Yeah!
Lệ Thần qua đây đi, mình phải chụp chung với anh ấy một tấm. Là chồng chưa cưới mới đúng chứ. Nhớ kể đại chung qua luôn nha. Lấy giùm mình cái nón đi. Mà đi đi. Nhanh lấy giùm mình đó. Nè, xong chưa? Anh tới rồi hả? Chụp hình cho em. Đúng được chưa dễ. Cảm ơn. Tâm cảm quá. Chúc mừng các em nha. Kẹo mình đúng cái gì? Rồi, để anh chụp tấm hình làm kỷ niệm. Chờ anh Tiêu tiên sinh sáng chói lóa. Bạn cùng phòng của em muốn chụp hình chung với anh. Không biết là anh có đồng ý không? Chụp chung sao? Cái này phải hỏi người yêu anh đã. Tưởng là vợ chưa cưới chứ. Xin lỗi, anh nói nhầm. Phải hỏi vợ chưa cưới của anh đã, xem cô ấy đồng ý không. Thôi được rồi, giờ chụp hình nhé, đi. Có tấm này nè. Đại thần tới rồi kìa. Đại thần à, em muốn chụp chung với anh một tấm. Baby, nhanh lên, tụi mình cũng muốn chụp nữa. Được rồi, 1, 2, 3. Được rồi đó, chụp nữa. Đại không chung, anh chụp cho tụi em một tấm nha. Hả? Nhanh lên, chụp 5 người luôn. Nhanh lên đi. Rồi, cười lên nha. 1, 2, 3. Chị mới chụp được có 200 kiểu thôi mà đã mất kiên nhẫn rồi. Tự chụp cho mình vậy. Phải tìm ai đó chụp cho mình vài kiểu thôi. Please, nè, bạn học gì đó ơi, chụp cho mình một kiểu được không? Voici une fille mignon là-bas. This is my friend. Please with me a minute. Xin chào cô bạn học không quen ơi, cậu có thể xuống dưới được không? Nếu không sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của trường đó. Cái gì mà đến mức phải ảnh hưởng đến hình ảnh của trường? Tôi chỉ ở đây chụp ảnh tốt nghiệp thôi mà. Hôm nay cậu ăn mặc cũng ra vẻ lịch sự ghê ta. Nhưng mà ăn nói thì chưa được. Trời ơi, dù sao Đường Đường cũng là tài tử khoa ngoại ngữ, mà lại làm hướng dẫn viên du lịch cho người nước ngoài hả? Hướng dẫn viên? Nói cho cậu biết, tôi đang đi cùng với đoàn đối tác nước ngoài đến thăm Trung Quốc đó. Thì ra cậu còn không bằng hướng dẫn viên mà là người hầu cho người ta hả? Hello, nice to meet you. Tôi tên là Triệu Châu Hỷ. Hello, nice to meet you too. You're such a lovely girl. Thank you, thank you. Có nghe thấy chưa hả? Người ta khen tôi dễ thương kìa. Tôi thấy giờ thì khỏi cần cậu chụp hình nữa. Trời ơi, tâm hồn của cậu hạn hẹp như vậy thì làm sao có thể chụp cho tôi một tấm hình đẹp được. Vậy thì cậu tự chụp đi. Triệu Nhị Hỷ, cẩn thận đó. Nè, cậu kêu ai phải cẩn thận vậy? Cậu mới phải cẩn thận á. Tào Quang, tài tử khoa ngoại ngữ, nghe nói đang làm việc cho Bộ Ngoại giao. Trời ơi, cậu ấy giỏi thiệt á.
nhị hỉ mập như vậy mà cũng đỡ được, rất có triển vọng quá. Bibi, qua đây nè, nhanh lên. Nè, mình có cần chạy tới cướp nhị hỉ về không? Trời ơi, còn bị cái gì vậy? Lẽ nào còn lại không cảm thấy mấy trái tim màu hồng đang bay giữa nhị hỉ và Tào Quang hay sao? Đây là bước tiến kinh điển để nhen nhóm tình yêu đó. This is my best friend. Đồng chí lão bối à, làm như vậy không tốt chút nào. Làm gì vậy? Chưa gì đã bênh vực à? Vô dụng. Bà nói cho con nghe, bây giờ con yêu cậu ta đến nỗi mê muội luôn rồi. Mẹ con đó, thấy người ta đẹp trai thì cái gì cũng tốt hết. Trong nhà chúng ta bây giờ cần phải có một người đầu óc thật là tỉnh táo, chính là bà. Được, được, cứ quyết định như vậy nha. À, Vivi à, bà nói con nghe nè, nếu như bây giờ hai đứa muốn kết hôn thì mau kết hôn đi ha, muốn nhanh cỡ nào thì nhanh cỡ đó.